Dạ em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương của em. Dạ hôm nay là thứ hai đầu tuần ở dự án Five Star Eco City, thành phố sinh thái 5 sao. Dạ bữa nay em cũng đi vòng vòng quay cho anh chị với cô chú của mình coi cái không khí buổi sáng và tại chợ hôm nay buổi sáng ở đây nó là lạnh, xe sẽ lạnh đã lắm anh chị. Rồi để em đi xe đạp, em đạp tầm tầm vô cổng quay vòng vòng cho anh chị với cô chú của mình ở nhà coi chơi. Này không biết không khí ở chỗ mấy anh chị với cô chú có mát giống vậy không anh chị. Đây thì mình có không khí Noel. Cảm cuộc sống bình yên nè anh chị, thiên nhiên ban tặng nó kẹp theo hai câu thơ: đất chờ hội tụ tinh hoa đến, thủy mộc hoa sinh phú quý về. Chờ bữa nay thì ở dự án đục đục lắm nhỉ, chờ bữa nay không có nắng. Ông mặt trời hôm nay ngủ quên luôn rồi nè. Chợ còn rất là nhiều sương. Bây giờ là ở đây thì anh thấy buổi sáng này mấy anh cũng lại tiếp tục dán ngói. Dán ngói bê tông cho một hai căn nhà phố thương mại. Ở đây thì trên trục đường đại lộ Thiên Trường, em đã thấy tổ cây xanh đang đào xới những cái lớp đất lên. Đó, đang đào xới những lớp đất lên để trồng những bụi bướm hồng cho con đường đại lộ Thiên Trường. Trồng mấy cái cây bướm hồng lên. Bên kia thì mình đang thổi dọn dẹp vệ sinh. Thổi những lá cây cho sạch tuyến đường đại lộ Thiên Trường. Đây mình cũng có hàng bông giấy nữa anh chị. Nhìn đem lại nét vẻ đẹp mà châu Âu. Dạ tông màu đảo anh chị. Rồi em đi vô đây. Trời hiện tại là cũng có một chút mưa nhẹ thôi anh chị, mưa dạng như mưa phùn thôi. Mấy anh đã bắt đầu đi làm. Để em đậu ở đây em giới thiệu cho anh chị. Đây là một bên cây me. Nhưng hiện tại cây me rất là nhiều luôn, rất là nhiều trái luôn. Cây me này không được trang trí đèn cũng đẹp lắm anh chị. Cây me sau lưng cây me này là một cái dãy những nền biệt thự Phước Lý Riverside Villa. Bên đây là cổng bơi. Ở đây mình đi ra ngoài đường Mỹ Lộc. Như tuyến đường này là mình đã thổi lá cây rồi nè anh chị, gom lại thành đống rồi chút xíu mấy chị kia đi quét. Nên chị mình thấy đường xá ở đây rất là sạch sẽ. Bữa nay trời không khí nó mát lắm anh chị.
lại là Sân Gôn với những cánh đồng cỏ xanh là mênh mang. Mùa này thì ở đây mình có cái bùng binh anh chị, bùng binh con chim bồ câu và những bông hoa xài xài ra bông. Rồi ra bông ôm bông qua đây thì mình đi xuống dưới đây. Anh chị coi cái hàng cây giáng xưa nè anh chị. Cái giáng xưa đang hai lá. Ở đây thì mấy anh mấy chị đang trồng những cái bụi cây tiết sơn phi hồ. Còn ở đây thì mình có chị đang ngồi dọn cỏ cho cái vườn tiết sơn phi hồ. Buổi sáng ở đây nó rất là bình yên, không khí rất là trong lành luôn á anh chị. Ở đây thì mình đi vào giai đoạn 2. Bây giờ này là cũng gần 8 giờ rồi anh chị. Chim trên cây rồi. Nhưng mà lại qua đâu nữa này. Ở đây thì em cũng thấy mấy chị đang ngồi dọn cỏ cho cây siri. Rồi, em lại tiếp tục đi ra ngoài đường đại lộ Nam Phương nha anh chị. Gió thổi mát quá anh chị, cô chú ơi. Giờ buổi sáng thổi mát quá. Mẹo bên đây. Nó là đạp dòng ở này cũng khoảng 8 phút mấy, gần 9 phút. Một dòng hồ cánh sen rồi em bạn chứ. Em ôm một dòng hồ cánh sen rồi em đạp dòng về. Qua đây chim nhiều lắm anh chị. Qua đường mấy chim ở đây chim phiêu đồ đạc lắm. Chim đậu trên những hàng cây hoa la. Rồi. Để qua đường
D18 mới lập. Anh chị coi mấy cái chậu này, bữa nó được lên chậu rồi nè anh chị. Hàng cây xanh. Thứ hai thì mình làm việc nhẹ nhàng hơn chứ. Hưởng thụ không khí buổi sáng ở dự án Phai Ta. Lên chậu, lên chậu. Buổi sáng thì mai anh uống cà phê. Ông về không khai khí buổi sáng ở giảng. Rồi. Đẹp về xíu anh. Đẹp xíu anh. Xíu về với anh. Đi em ra hồ Cánh Sen anh chị. Em đi ra hồ Cánh Sen. Để thấy. Thôi tới đây được anh chị ạ. Mát quá, nó mát lạnh lạnh người quá anh chị ạ. Người rực rực đã quá. Dạ thôi. Em kết thúc đoạn video ngắn buổi sáng của ngày thứ hai. Cho anh chị mình thấy ở không khí ở đây nó cũng lạnh 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 lạnh. Chắc cũng giống chỗ anh chị thôi. Nhưng mà ở đây mình được có cảnh quan chim kêu đồ đã quá anh chị. Rồi vậy thôi em tắt nghe máy nha anh chị.